mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là YouTube Mèo Rank. Và hôm nay chưa đến với clip này, mình sẽ chia sẻ các bạn các mẹo để đánh hai cái deck, một là Mota hai ruồi, thứ hai là Zion kết hợp với Bahamut với lại hai ruồi, và cách nhận biết hai deck đấy là như nào. Thì nếu mà các bạn đánh ladder, các bạn đánh ladder rất là nhiều thì các bạn có thấy là gặp những cái deck như kiểu Mota hay là Zion, Bahamut kết hợp Zion với lại Golem ấy, rất nhiều hiện tại trong cái thời điểm meta hiện tại thì rất nhiều dụng ruồi hai ruồi. Thì nói qua về một đầu tiên phải nói qua về cái deck của mình trước, thì tại sao mình lại quay trở lại với lại Skeleton, bởi vì mình đã như những cái clip trước mình đã chia sẻ cho các bạn biết, đó là việc mà ngựa bây giờ đã lên rất là nhiều rồi, ngựa bây giờ book rất nhiều, vì vậy là cái tần suất dùng ngựa rất nhiều. Thứ hai là có thêm một con ghost nữa, vì vậy là mình muốn gia tăng khả năng những con có khả năng có thể đánh lạc hướng hoặc là counter những cái con ở mặt đất. Vì vậy mình quyết định quay trở lại với Skeleton. Vì vậy mình bỏ đi bet đi. Chính vì điều đấy mà chính ra là cái deck của mình ấy, deck của mình khi đánh lava thì sẽ yếu hơn. Vì vậy là nếu mà có điều kiện thì mình sẽ thay con Executioner, sẽ thay cho con Wizard của mình, thì khi mà counter lava sẽ là ok hơn. Tuy nhiên thì hiện tại thì Executioner của mình mới level 6 thôi. Vì vậy là mình vẫn trung thành với lại Wizard. Đấy, phải nói qua về cái điểm thay đổi của mình, và bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái tip để đánh hai cái deck đấy sẽ là như thế nào. Thì đầu tiên với deck của Mota Miner với Zetla, deck này cực kỳ là khó chịu, bởi vì là cái sự kết hợp của con Miner nó gọi là kết hợp với Zetla này, Mota này, nó đặt ngay cầu thì các bạn rất là khó công. Đó là những deck hot thì các bạn rất là khó công, và thứ hai là những cái deck mà không có spell kiểu mình ấy thì xử lý rất là khó. Khi mà họ đặt vừa Zetla lại vừa Mota ngay cầu nữa, sẽ bổ trợ nhau và Mota cứ vậy là bắn thôi. Như vậy là tip của mình xin chia sẻ ở trong cái deck kiểu đánh kiểu này là như nào. Rồi, ok, thì đầu tiên mình xuất phát với lại Hawk và lại Skeleton. Thực ra là mình đấy, khi mà mình dùng round rồi, thì họ sẽ đặt ngay cái Mota, tại vì họ biết là mình không có spell, không spell mạnh. Khi mà họ đặt Mota rồi thì mình sẽ đặt ngay con Wizard ở phía mép, gần mép cầu, cách một ô nhé. Cách một ô, sau đấy là mình sẽ cho Valky làm tanh. Các bạn lưu ý nhé, khi mà họ đặt Mota thì chắc chắn là họ sẽ có những con kiểu con Nai hay là con Archer làm đặt ngay cầu, đặt ở ngay giữa cầu để có thể làm giết những con để counter, bổ trợ cho Mota để còn giết những con quân của mình. Vì vậy, các bạn lưu ý trong những turn đấy, khi mà mình dùng around rồi thì các bạn hãy lưu ý là dùng Tornado, cầm trên tay Tornado để có thể xử lý được họ bất ngờ đặt ruồi ở trên đầu mình. Nên là các bạn ở thấy tên vừa rồi mình đã cảnh giác khi mà họ đặt ruồi ngay ở vị trí mà phía ngay mép cầu bên phải. Và chúng ta xem ở tên thứ hai họ đặt ngay mình sẽ xử lý như thế nào khi mà họ sẽ đặt một cái Tesla ngay bên cạnh. Đấy, các bạn thấy trong tuần này là mình cứ thả Skeleton với lại Goblin đi lên trên thôi. Mình thả Wizard ở bên kia và mình biết là họ sẽ dùng ruồi Mirror Holder, vì vậy là mình dùng Tornado luôn. Mình dùng Tornado trong tuần này thì cực kỳ hợp lý và chuẩn xác. Nếu mà các bạn mà thua trong tuần đấy thì các bạn sẽ thua gần như là 80% ở trong tuần đấy. Vì vậy là có những tuần mà mình quyết định cái tuần mình xuất thuần thì mình sẽ làm nên một thành công trong cái trận đấu này. Và bây giờ cứ theo kiểu đấy thôi, các bạn cứ từ vào đẩy Skeleton lên nhé, đẩy Skeleton tách ra. Nếu mà họ chưa đặt Bahamut, họ chưa đặt Mota ấy, thì các bạn đặt về phía cứ đặt ở trên tách thành hai bên thôi. Goblin cũng vậy, sau đấy mình sẽ đặt Wizard về phía mép ở bên trái, tại vì là khi họ đặt môn Tesla này hoặc khi họ đặt Tesla ở phía mép này thì mình sẽ phải đặt Wizard ở phía bên trái. Còn nếu mà họ đặt Tesla ở phía mép bên trái thì mình sẽ đặt ngược lại, đặt tức là đặt mình sẽ đặt Wizard ở mép bên phải. Đấy, các bạn thấy là deck Mota này cực kỳ là khó chịu, có những con xoay rất là nhanh, con đông xoay nhanh, nó một sẵn rất kiểu là lock đấy, tức là cấu rỉa, có khả năng cấu rỉa rất nhanh. Bây giờ mình cua nhanh một chút. Đây, các bạn thấy là họ rất cảnh giác khi mà họ đặt con Nai hay là con Ngai ở ngay dưới ngay cầu. Đấy, trong tuần này họ rất là thông minh khi mà họ không dùng cái Aura mà họ dùng Goblin Gang để xoay ra một Nai và một con Archer nữa. Đấy, tuần này mình dùng combo luôn vì mình giết được rất nhiều thứ. Đối với những tuần này đầu tiên ấy, các bạn phải gọi là đừng để Mota bắn vào trụ, vì nếu Mota bắn vào trụ càng đau thì có những tuần mà kiểu mà họ sẽ dùng kiểu mà có đấy xuống làm nó két
Thì khi mà tầm độ khoảng 1.500 mẫu rồi thì các bạn sẽ thấy là họ ngồi là thủ dân Rocket rồi. Tiếp theo là một cái deck nữa, một deck rất đặc trưng hiện tại, đó là cái deck Hawk với lại Hawk Mota và ruồi Goblin. Thì xử lý như thế nào đây? Phong cách của mình cũng là như vậy rồi, mình ban đầu thì mình sẽ có barrel thì mình qua barrel luôn. Họ có Hawk thì mình sẽ kích hoạt active king theo hợp. Đấy, rất đơn giản, đánh rất là basic, rất là cơ bản luôn. Họ khá ngay dùng gang để counter, mình dùng round luôn. Hoặc là có những khi mình dùng round, có những khi là mình dùng skeleton, trong trường hợp này thì mình sẽ skeleton. Đấy, họ đặt, đặt chậm nhịp hơn so với mình. Nhưng mà con Mota đặt chậm nhịp và con Hawk đi xuống trụ rồi. Ở trong tuần này thì mình cứ từ từ mình đẩy Goblin thôi. Còn tiếp tục là mình chắc mình phải xoay ra một con Wizard để khi mà họ có Mota hoặc là khi mà họ có ruồi thì mình phải có một đoạn, mình phải có Wizard hoặc là mình phải có Around trên tay thì các bạn mới có thể counter được họ. Chứ còn nếu mà các bạn một cái chần chừ mà các bạn không không thả quân để xoay ra một con mới thì bạn sẽ rất khó ở trong tuần tiếp theo. Và trong tuần này mình thấy Tornado mình vẫn chưa xoay ra được, mình phải dùng một Vanquish để đẩy đấy thôi. Sau đó mình chờ đợi xem là họ sẽ có ruồi hay là mình dùng mình đẩy ngay Wizard được ngay cầu và tiếp tục mình tấp tay luôn, tại vì mình biết là họ chỉ có một, họ đã ra ruồi rồi, họ chỉ có bét với lại các Wingan thôi, vì vậy là mình sẽ giữ và mình sẽ combo, mình sẽ giữ lại một combo đấy. Khi mà cái deck của họ đã đủ lỗi nhịp rồi thì việc mà mình dùng combo như kiểu round này, combo như kiểu round với lại đấy thì sẽ rất là đơn giản. Đây là tại vì ở trong cái trường hợp này ấy, cái Goblin Barrel của mình nó chưa mắc. Nếu mà mắc rồi thì mình sẽ không combo luôn. Nhưng mà trong tuần này thì mình biết là như vậy nên là mình vẫn dùng thách thức họ. Đấy các bạn thấy ạ. Sau trận này thì mình sẽ chia sẻ cái tiếp tục về cái tip để đánh cái deck mua hai ruồi ba mất kết hợp với Giant hoặc là Golem, nhận biết cách đó như nào cực kỳ là đơn giản thôi. Cái deck này cực kỳ đơn giản. Tiếp tục khi họ đặt Mota, các bạn lưu ý nhé, khi mà Mota hoặc là Expo đã mất cái trụ mình mất cái một trụ rồi, họ rất khó mà thành công được mình, tại vì đơn giản là mình có những con cận chiến mà. Hoặc với lại những trường hợp mà họ đánh mất những trụ ngược lại, những hai bên ngược lại thì rất khó có thể ăn được trụ thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với lại Giant rồi, Bahamut. Những cái deck này nhận biết thế nào cực kỳ là đơn giản rồi. Ban đầu họ sẽ không đặt bình đâu, ban đầu khi mà họ có thời cơ ấy, họ sẽ đặt bình. Còn nếu với những ban đầu họ sẽ ít khi đặt bình lắm. Họ đợi khi nào mà có bình, có thời gọi là có thời điểm đấy, có thời điểm họ đặt bình. Đúng, ngay từ ban đầu họ đã đặt bình rồi. Thì trong tuần này mình chưa có round thì mình group tin và sau đó mình cho Hawk nhảy lên và đập bình, và sau đó mình dùng round. Đấy các bạn thấy những cái deck kiểu này mà cũng như mà có bình ấy, một là ba mất mà ruồi này với ngang này, và thứ hai là ba mất ruồi và cái deck hiện tại đấy, tức là nó chỉ có hai kiểu đấy thôi. Tức nên là việc mà mình sử dụng combo trong tuần này thì là một cái đánh lạc hướng để cho đối phương phải ép phải dùng combo tiếp theo, đó là dùng Giant với lại ruồi Minion Horde. Sau đó là mình giữ lại Wizard, chẳng biết đấy là một cái điều ở trong những khi nhận biết cái deck này á, thì nó sẽ kết lại có hai ruồi mà nó sẽ combo kiểu vậy. Thông thường với những deck mà nó kiểu là có nó không có dây gần đấy thì nó sẽ dùng combo vô bình ngang, combo vô bình ngang cộng với combo của bạn ram cộng với lại ruồi hoặc là ram cộng với ngang. Thì khi đấy là mình sẽ dùng một là mình dùng Wizard, còn hai là mình dùng around cộng với lại goblin, nó rất là đơn giản thôi. Và trong những cái deck kiểu này á, thông thường họ sẽ có một spell như kiểu là giáp thôi, một là giáp, hai là around, chỉ có hai cái đấy thôi. Những cái deck đặc trưng kiểu như vậy thì các bạn khi mà gặp những cái deck đấy, các bạn phải nhận biết deck một cách nhanh chóng và sử dụng có những cái pha xử lý hợp lý. Và hiện tại thì bây giờ mình đã có lợi thế rồi thì mình sẽ từ từ mà đẩy thôi. Các bạn lưu ý nhé, không nên tấp tay nhá. Nếu mà tấp tay thì các bạn cần phải chắc chắn được là các bạn có deck của bạn có xoay ra được cái con có thể counter những quân của họ không. Đấy các bạn có thấy là trong tuần này mình xử lý cũng khá là lỗi. Thì bây giờ Bahamut thì ở trong cái thời điểm mà nhân 2 rồi thì mình không sợ. Còn đối với thời điểm nhân 1 ấy, một bộ lý thì các bạn phải lưu ý trong khi việc mà tấp tay hay không.
đấy, khi mà họ ra rồi thì mình đã có kịp brown, có kịp brown rồi đấy. Tiếp theo họ tẩy gang thì mình cứ từ từ mà mình còn các bạn lưu ý nhé, khi mà gang với lại mình có goblin với mình có skeleton ấy thì bạn không nên thả một cách ồ ạt, mà thả một cách từ từ thôi, tại vì là khi mà họ giáp thì chết luôn cả đàn ấy, rất là phí. Và bây giờ những cái cuối cùng thì mình xử lý đơn giản thôi, easy. Và trận cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là khi là ba must kết hợp với lại golem với hai ruồi thì là suy như thế nào. Đấy, cách đánh trong cái deck này với so với cái deck của Dragon kết hợp trước ấy, rất là đơn giản thôi, rất là dễ. Ban đầu mình đã có barrel thì mình sẽ quăng barrel, những cái quân thăm dò mình ban đầu mình có gì mình sẽ quăng đấy. Họ ra ngay ruồi, mình nghĩ khi mà họ ra ruồi thì chắc chắn là có deck như kiểu là lava là ruồi thì mình thấy rằng ạ, mình đã như vậy. Và khi mà mình quăng around rồi thì mình phải dùng hot để đập thôi, đập chay. Họ chắc chắn là sử dụng ga hoặc là sử dụng ruồi để counter ở trong turn này. Những cái deck này họ đánh theo phong cách là họ do dồn quân và họ ít khi mà họ có thể công đánh gọi đánh gấu rỉa lắm, đánh gấu rỉa. Vì vậy là mình cứ đánh từ từ thôi, mình cứ từ từ thôi, vì deck của mình là xoay nhanh mà, nên là vì vậy là mình gọi là cứ từ từ mà đánh. Đấy, tiếp theo là họ đặt cung. Các bạn lưu ý trong cái deck này nó không có spell mạnh ấy, vì vậy là con giáp của mình không đặt nên đặt cao, mình không thể đặt cao được vì nếu đặt cao là mình sẽ chết ngay lập tức. Và khi mà nguyên giáp của mình chết rồi thì chắc chắn là trong turn tiếp theo là mình sẽ bị thua 3 sao luôn. Vì vậy là mình đặt nguyên giáp rất là thấp, đi từ dưới đi lên. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn mà biết là đối phương chưa biết là đối phương có spell mạnh hay không thì các bạn không nên thả nguyên giáp ở phía dưới lên nhé, không được thả nhé, cảnh báo trước. Đấy, các bạn thấy là turn này mình kéo tornado hơi lỗi, kéo quá sớm. Đáng lẽ mình thả viên key trước, sau đấy là mình sẽ lấy sau. Ở trong cái tên này thì mình để cho con mình không được thả con goblin hay là thả con skeleton vào nhá, vì rất khi mà golem nổ sẽ chết rất là phí. Chờ đến thời điểm nhân 2 rồi thì mình bắt đầu sẽ combo, tại vì là họ chỉ có là ruồi này, minion hoarder này, minion này với lại goblin gang là ba con có thể counter hot của mình thôi. Vì vậy là mình cứ từ từ mà mình combo rồi. Đấy, bây giờ là họ tiếp tục combo này, mình sẽ dùng Vanky cộng với lại Tornado. Và sau đấy mình sẽ combo rồi. Đấy, các bạn thấy là mình tính hơi nhanh so với lại lượng Eli mà họ có, vì vậy là mình combo hơi lỗi. Trong cái tình thế này mà khi mà Golem mà đi từ từ thì chắc chắn là sẽ có biến, và có biến thì các bạn không nên thả quân cao, cứ thả từ từ và thả thấp rồi. Nếu mà thả ngay cầu thì mình sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Đấy các bạn có thấy là rất là khó khăn. Bây giờ mình combo, đây là điều cuối cùng khi mà họ dùng round rồi thì họ chỉ có mỗi là ruồi với lại gang thôi, và thả ram đấy là lỗi. Trong tới đấy họ thả ram là lỗi, đáng lẽ họ phải dùng goblin gang, nhưng mà nếu dùng goblin gang ra thì cũng chết luôn. Bây giờ thì mình cứ từ từ mà đánh thôi. Khi mà họ thả ba must, thông thường nếu mà họ boost một đường nhưng mà đối chiều như thế này mình cũng rất là khó để có thể thắng được mình. Khi mà ví dụ như là hai tấn công cùng chiều ấy, mà cũng có một bên thì họ sẽ có lợi thế hơn, nhưng mà đây là hai trục đối lập với nhau, vì vậy là mình có lợi thế hơn. Và mình cứ từ từ mình đỉnh đẩy thôi. Mình sẽ đặt ngay Vanky để cân ở dưới đấy. Vì gốc vì sẽ có một hit đến từ con ram, nhưng mà nó sẽ bị đánh lạc hướng bởi con Vanky. Đấy. Và bây giờ là kết thúc bằng cái round rồi, rất là nhẹ nhàng. Ok, bây giờ mình sẽ tóm tắt lại với cái hai cái deck này thì đánh như thế nào. Thứ nhất, với Mota thì các bạn phải đẩy quân từ từ, đẩy quân thả tách skeleton, dùng skeleton với lại goblin, hoặc là dùng Vanky, hoặc là những con có thể làm mid tank, làm thu hút con cái Mota. Và có một điều là các bạn lưu ý là phải thu hút cùng chiều của Mota nhé, tại vì là các bạn cần phải có quân để support những con đấy. Tại vì nếu mà các bạn mà thả Vover ấy, thì chắc chắn những quân đấy sẽ bị giết bởi rồi hoặc là Bat hoặc là mấy con Archer. Đấy. Và một điều nữa,
khi mà đánh với deck Mota thì mà gặp hơi khó ấy, thì các bạn phải cycle hoặc khó tránh đi, tránh kiểu Mota, tránh bị cycle bởi Mota, và các bạn phải có combo combo trong như kiểu là mình sẽ dùng Earthround với lại Hawk thì sẽ là hay, sẽ được combo được trong cái đấy, sẽ rất là gần được lợi thế. Và đối với lại Zion, đối với lại giờ những cái deck mà ba mất rồi hay là bốn ba mất Zion hai rồi với lại là Golem ấy, thì những cái deck này các bạn lưu ý là các bạn phải chớp thời cơ, nhận biết và chớp thời cơ tốt khi mà combo. Các bạn phải combo cực kỳ chuẩn vào trong những cái bài này, vì cái bài này mình là nằm gọi là 50-50, nhưng mà mình sẽ đã có nằm cửa trên một chút như những cái deck đấy. Ok, và đây là chia sẻ của đánh cách đánh của hai cho hai deck đặc trưng đối với cái deck của mình khi mà gặp chạm trán đánh trong ladder hay đánh trong tour chẳng hạn. Và nếu các bạn thấy hay thì nhấn like, share, subscribe kênh của mình. Cảm ơn. See you. Nhớ subscribe để nó miễn phí.